Dưa pepino hay dưa sọc vàng là một loại dưa xuất xứ từ Nam Mỹ. Đặc điểm của loại dưa này là dễ trồng, ăn rất ngọt và thu hoạch trong vòng 4 đến 7 tháng sau khi trồng. Dưa pepino cho năng suất cao, mỗi năm thu hoạch 3 đến 4 đợt quả. Dưa sọc vàng khi chín có vị thanh mát của dưa hấu và ngọt ngào của dưa lê. Thời gian gần đây, loại trái cây này vẫn còn khá đắt trên thị trường, được bán với giá 120.000 đồng đến 160.000 đồng 1 kg, có thời điểm lên đến 200.000 đồng 1 kg. Giống dưa này cực kỳ dễ trồng, cây có thể tự thụ phấn nên bạn có thể trồng tại bất kỳ nơi nào như trong nhà hay là ngoài sân, cũng như là nhà kính. Dưa pepino cũng có thể trồng chậu làm cảnh để trang trí. Nhiều chậu dưa trái chi chít từ gốc đến ngọn trông rất là đẹp mắt. Và sau đây, shop hoa đẹp dễ trồng xin giới thiệu đến bạn cách trồng cũng như là chăm sóc dưa pepino hiệu quả và đơn giản nhất. Trước tiên, bạn ngâm hạt giống trong nước ấm pha theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh để qua đêm rồi đem gieo, hoặc ngâm 3 đến 5 tiếng rồi vớt ra cho lên khăn giấy ẩm bọc ni lông lại. Hạt giống sẽ nảy mầm sau 7 đến 10 ngày, khi đó bạn ươm vào bầu cây. Cây có 5 đến 7 lá thật thì chuyển chỗ trồng. Loại dưa này có thể mọc thẳng đứng tự nhiên, tuy nhiên để tránh trường hợp trái quá sai dẫn đến gãy cành thì các bạn nên làm giàn cho cây nhé. Dưa pepino có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và cho thu hoạch trong vòng 4 đến 7 tháng sau khi trồng. Năng suất sẽ giảm dần theo các vụ, nên tốt nhất sau khi thu hoạch 3 đến 4 vụ thì bạn nên trồng mới lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công!